Thấy chưa, hôm nay thì Hải mới có rảnh để trao tiền cho gia đình này, tức là ba mẹ đã tìm con khắp nơi 20 năm qua, thì đến gặp hiệp sĩ Hải thì đăng lên thì đã tìm được con, đã mất cách khoảng 20 năm, thì hôm nay tìm được thì người dân thấy tội nghiệp, người dân cho tiền để làm cái đi học nghề, làm hay bằng lái xe để có cái nghề để nuôi sống bản thân. Nên bây giờ mọi người hãy chia sẻ giúp giùm ở đây, đồng xin Hải là ai mà cho cái gì là công khai lên, Công chứ khai không minh bạch. minh bạch, chứ không có mà dối với lòng được kia. Rồi anh Hải cứ ngồi xuống mình Ờ, xem. xuống theo giờ thì mình phải ấy được về Cái nào là cái đó. cái nào đã đó, chứ không có cái đó đã nào ha, Đàng hoàng minh bạch, công minh khai minh bạch là bạch. công khai minh bạch. Làm việc thiện nguyện là Là phải thiện minh nguyện là bạch rõ phải như ràng. vậy rồi. Chứ không giống như một số người làm từ thiện mà cứ ấp ấp Mà mở. mở mở phải không, là Đúng có rồi. mở mà gấp. Giờ là cô chú anh chị mà Trần Quân là cho là ai là cho thì anh Hải đọc tên lên ha, Rồi hay thì là người bây đó giờ giấu không, tên, giấu bây tên giờ hả? không không có người giấu tên người À ấy, giấu cho tên nên mình mà không, bây giờ mình biết rồi, nói rằng là là cô đó cho hiểu ha. không, Rồi nói là cô đó hiểu không, là cho bao nhiêu đô, 500 500 đô đô. với hàng một người cho 2 triệu đồng. Đây là em trai, là cái số tiền này Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị đã thương mình để dành đủ đi để mình học bằng lái xe. Rồi anh Hải cứ ngồi xuống đi cho khỏi lớp màn hình Rồi bây cho. giờ nè, trao nè 2 triệu đồng của Rồi. cô gì, nói chung là bây giờ cô ra biết là hiểu rồi ha, Rồi. 500 đô 500 đô. đó, mọi người là vẫn chia sẻ giúp giùm ha. Đây là tại vì hôm nay Hải mới có rảnh mới cháy, tại một ngày tiếp khách trên 100 người, Công việc quá công việc nhiều. quá nhiều nên không có mà đứng ra trao tiền được, nên mọi người cũng thông cảm ha, mọi người thông cảm cho Hải và gia đình cũng thông cảm. Hải rất là cảm ơn, thay mặt cho gia đình cảm ơn cô cho 5 đô và 2 triệu đồng, cảm ơn gia đình nhiều đó. Hiếu là coi đủ chưa, mất công, nó mất công Hải đưa Hiếu Điện đó, thoại đó bà con có chú lời chia sẻ giùm rồi. còn chú trai con cũng cảm ơn chú Hải. Giờ cảm ơn mấy anh tự Để sẽ lấy tôi quay phim. Rồi bà con có đỡ chia sẻ giùm mọi người. rồi bây giờ Rồi, em trai ông nói đây, lớn lên. em trai nói lớn đi em trai. Trước còn cảm ơn chú Thành Hải và cảm ơn mấy anh mấy chị và mấy chú đã cho con một số tiền. Con chú mơ của con, Nói lớn đi em, nói lớn nói to ước đi, xúc mơ của động quá hay gì. con sẽ làm thiện theo ước mơ của mình và mấy chú mấy anh chị giúp. Anh hỏi này, trước giờ có bao giờ em nhận số tiền lớn vậy không? Nhưng Không hả? mà chưa có. Giờ với lần đầu tiên được cầm cầm trong tay số tiền lớn vậy hả? Em có biết số tiền trong tay em đang cầm hiện tại là bao nhiêu tiền không? Em biết không? Em chưa biết. Chưa biết ha. 100 đô bây giờ là 2 triệu 3 hay là 2 triệu 4 gì đấy. Em tìm hiểu kỹ đô giá bao nhiêu để mà em đổi nhá. Nhá. Dạ. Thì 100 đô là 2 triệu 3, 2 triệu 4 thì 500 đô là mười mấy triệu đấy. 5 nhân 2 là 10. Anh tính sơ sơ là 2 triệu 3 100 đô đi ha. 5 nhân 2 là 10, 5 nhân 3 là 15. Với lại cộng thêm 2 triệu nữa, mười mấy triệu đấy. Đó giờ Nhá. em chưa cầm được số tiền. Trời ơi, thương chưa bị à? Cảm ơn chú Hải Nói lớn lên, cô phải nói to lên cho mọi người nghe nhá. Mình xúc động thì mình cũng phải nói lớn lên nhá. trước thì cảm ơn chú anh Hải, sau cảm ơn mấy chú với lại mấy cô mấy chị ở trong nước ngoài nước thì cứu giúp cho con nó có được cái số tiền để nó học bằng lái ước Đặc mơ của biệt nó. là cảm ơn hai cô hay là hai chú gì đấy, chú hay cô gì đấy, đã cho con nhà mình một số tiền. Một người là cho 500 đô và một người là cho 2 triệu đồng. Thật sự số tiền này theo em được biết nhé, theo theo cũng theo em được biết là đối với gia đình nhà mình rất là lớn, rất là to. Như em trai chia sẻ là trước giờ chưa bao giờ Em chưa bao giờ cầm được số em lớn. lưu lạc bên ngoài 20 năm, 20 năm trời bỏ đi từ năm 10, 11, 12 tuổi, đúng không em? Cái hình ảnh
cái câu chuyện mà ngày đầu mẹ em về đây nhờ các anh đi tìm em, anh còn nhớ như in. Cái lúc đấy em bỏ đi vì giận ba, vì gia đình không được hạnh phúc, nói chung là gia đình gọi là bất hạnh ha. Thì em bỏ đi. Sau quá trình 20 năm trời thì thông tin anh em chia sẻ đăng tải tìm thì em mới tìm về được gặp mẹ ha. Cuộc đời của em cũng đầy sóng gió và đầy chông gai, nhưng mà tới giờ phút này thì thật sự anh cảm nhận một người đàn ông mà bươn trải lưu lạc bên ngoài. Năm nay em trai là 31 tuổi ha. 31 tuổi nhưng mà em già hơn anh đấy. Thật. Anh hơn em 4 tuổi. Thì em cũng có cuộc sống của em già dặn ha. Nhưng mà mình bươn trải ngoài kinh nghiệm có già dặn không? Nhưng mà em cũng có nghĩ hoàn cảnh mình như vậy mình có đua đòi người ta cuộc. Sao mà đua đòi được em? Cuộc sống có nhiều năng nhiều. Cũng có hy sinh người ta. Chứ còn em không nghĩ tới mà cái này. Khóc là con trai mà mít ướt quá ha. Cảm động hay gì hả? Vui hả? Cũng vui, cảm ơn. Tại vì đó giờ chưa cầm được cái số tiền lớn như vậy. 500 đô là 11.500.000 tính ra tiền Việt Nam nha. Nè, còn cái 2 triệu là tính ra 13.500.000 nha. Thì cái bằng lái thì em có biết bao nhiêu không? Học bao nhiêu không? Nói chung là em muốn nghe mọi người từ giá hàng mấy. Theo anh được biết thì cái bằng C bây giờ phải tầm 28-30 triệu. Nha. Bằng C là phải tầm 28-30 triệu. Có thể là hơn 30 triệu một xíu. Bởi vì sẽ tính tới nè chi phí phát sinh đi đường gọi là này kia kia nọ nhá. Bởi vì anh cũng không giấu gì em, anh cũng năm nay anh mới đang học cái bằng B. Bằng B2 á. Bằng B2 của anh cái thời điểm trước, cái thời điểm anh học từ lúc tháng 6 tháng 7 đã là 22 triệu rồi. Nhưng mà tính thì thời điểm hiện tại bây giờ bằng B2 thì nó cũng phải tầm 23-24 triệu. Còn bằng C anh chưa có hỏi. Nhưng mà nếu mà khi nào mà em đủ số tiền đi thì anh sẽ hỏi cái chỗ anh đang học cho để mà đăng ký học bằng C cho ha. Là mình biết chữ đúng không? Em biết chữ không? Biết chữ, phải biết chữ mới học được em ạ. Nói chung bây giờ là lái là em ok chưa? Lái là kinh nghiệm là ok rồi. Bởi vì em có chia sẻ rằng là cái câu chuyện trước là em đi làm lơ xe, em biết lái rồi mà chưa có bằng thôi. Vui không? Nay vui không? Nay rất là vui. Xúc động không? Bữa giờ sao nè? Từ cái bữa về tới giờ sao? Đây sống chung với được cái một người mẹ. Em nói lớn này, nói to lên cho anh coi nào. Thấy phải nói to lên nữa. Sống chung với một người mẹ được thế là hạnh phúc. Phúc không? Thì có một ước mơ như vậy. Còn ước mơ của mẹ thì con biết như thế nào? Ước mơ của mẹ đơn giản lắm, tính bản thân anh là người dưng nhưng anh vẫn cảm nhận là ước mơ của mẹ chỉ cần mong muốn rằng các con sống nên người. Có gia đình, có vợ, có con. Ước mơ của mẹ vậy thôi, đơn giản thôi. Ước mơ của mẹ chỉ là mong muốn các con của mình là sống tốt, là đó là ước mơ của mẹ. Ước mơ của bao nhiêu người mẹ đều như vậy thôi em, đơn giản vậy thôi. Xa người mẹ cũng 20 mấy năm rồi. Về, nhưng mà cười có cái răng thôi, sau này có điều kiện thì đi cái chẳng cái răng ha. Anh hỏi thật này, bây giờ là mình có suy nghĩ tới chuyện lập gia đình không? Nói chung mà nói to lên cho anh phát nào, con trai nói to lên đừng bèn lẻ, ăn to lên lớn lên cho anh nào. Thì chung thấy còn mẹ mình còn khổ quá, bà đi là đi đó bán tiền giấy số tới ngày hôm nay mình vẫn còn đi vượt bà đi còn đi bán giấy số. Em chưa nghĩ đến mà điều vợ con. Đâu có sao đâu em, bây giờ em 31 tuổi rồi thì em kiếm một cái người bạn gái nào đấy hiểu được, thông cảm được cái điều kiện, cái hoàn cảnh gia đình của nhà mình. Mình nghèo thì mình nói nghèo, mình khó khăn thì mình nói khó khăn. Thì nếu mà một cái người bạn gái đấy mà có thương yêu, có thông cảm cho mình và chấp nhận cái hoàn cảnh về sống với mình thì đâu có sao đâu. Cả vợ cả chồng cùng nhau cố gắng làm ăn, rồi là chăm lo, chăm sóc, yêu thương mẹ là được rồi. Chứ việc gì đâu mà mình phải sợ mà chưa có hoàn cảnh. Mình khổ thì mình nói với bạn gái là mình khổ, mình không có tiền thì mình làm vừa vừa thôi, mâm 2, mâm 3, mâm được rồi, còn mình có mình làm lớn đâu sao đâu em. Em phải lấy vợ sinh con. Bởi vì cái điều mong ước của mẹ, nhà em anh được biết là 4 người con đúng không? Cô là có 4 người. Chị chứ cô gì. Chị 4 người con mà bây giờ đang còn lưu lạc, chưa có cháu nội. Chị có muốn con trai mình là lấy vợ không? Muốn,
muốn chứ, đúng không? Ước mơ cho con nó có gia đình cho mình đỡ. Mình sau này mình có lỡ như có nhắm mắt xuôi tay mình cũng yên tâm. Thì đó. An lòng. Nên mà em trai mình đừng có mặc cảm ha. Mình đừng có mặc cảm là mình hoàn cảnh thế này thế kia không ai thương. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều cuộc đời và số phận rất là khổ. Thậm chí anh nói thật này, khổ hơn em. Nhá. Em nói nhiều. Nên mình phải tự tin đây, mình đừng có tự ti, mình đừng có mặc cảm. Nhiều trường hợp các trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, dân tộc. Cơm, anh nói thật luôn. Xem rớt nước mắt, cơm chưa đủ để mà ăn để no đâu. Chưa tính đến chuyện mà con nó có thức ăn, có thịt, có cá. Nhiều hoàn cảnh các em dân tộc vùng thiểu số, em biết không? Có gói mì mà nấu ra một cái tô canh toàn là nước, ít mì thôi để mà chan với cơm ăn. Là các em nó cũng cảm giác là ấm lòng, hạnh phúc rồi nha. Mình còn hơn rất nhiều người ha. Nên mà bây giờ như thế này này, mình cứ đi bán vé số thì mình gặp bạn gái nào bán vé số thì hiểu được hoàn cảnh, thương yêu nhau là được, đến với nhau bằng cái tình yêu thật sự, bằng cái tình cảm chân thành là được. Dạ. Nhá, em có mơ ước vậy không? Hay em sao? Em mơ thì như vậy. Ừ. Thì qua cái video của em này này, nếu mà có bạn gái nào mà thương yêu em, chung cái hoàn cảnh với em, thương yêu em và chấp nhận thì mình tìm hiểu ha. Dạ. Chịu không? Chịu. Chịu sao không chịu được? Dạ. Nói này chứ mấy chú giờ muốn ước mơ cho con nó có gia đình để cho mình yên tâm, để mình có gì đặng chị năm mấy rồi ha, có người lo cho nó, đang lo cho nó từ miếng ăn uống. Bây giờ nhiều khi mình đâu biết mình còn ngày nào ha, mình đúng rồi ngày nào đâu, thấy con nó chưa đứa nào có gia đình mình cũng đâu. Mà em nhìn thấy em trai, thấy con trai của chị á, thật sự nhìn em trai này hiền cực kỳ luôn, đúng cho một cái người mà lưu lạc mấy chục năm bên ngoài là không cái này phải cái kia rồi, không cái kia phải cái nọ, nhưng mà em trai rất là hiền lành luôn, cực kỳ hiền. Anh hy vọng rằng từ đầu tới đuôi khi mà em về đây chuyện trò với các anh cũng như là với tất cả cô chú anh chị phải thật thà nhá. Yeah. Thật thà là mọi người sẽ thương thật trước, mình làm gì phải thật trước nhá. Yeah. Dạ. Em cũng hồi xưa giờ mẹ cũng dạy sao em sống như vậy, giờ đường là mình làm cái chữ thật mình trước, chữ thật chứ không mình sống nghèo với cái sạch rồi cái sao cho đúng rồi, nghèo cho sạch rách cho thương, người ta nói gì nó này không được làm những cái công việc gì mà công việc này kia vi phạm pháp luật. Dạ. Tuyệt đối không được vi phạm pháp luật, nhớ chưa? Thì lúc em cũng sợ như vậy nhưng mà em cũng gắng mình làm sao cứng con người của mình chứ không có gia chạm vô cái này cái kia, để cho mẹ em sau này bả biết được thì bả rất là buồn hay là bả có gì đó mà không yên tâm. Bữa giờ là bữa trước là cho 1 triệu đúng không? Có một cô cho 1 triệu là anh nhớ không nhầm là tới thời điểm hiện tại bây giờ là được 14.500.000, được dạ. Nửa cái bằng rồi. Dạ. Tiết kiệm là hy vọng rằng sẽ có cô chú anh chị thương tình giúp đỡ cho mình. Dạ. Đủ số tiền để mình học cái bằng. Dạ. Đó là một cái hành trang, một cái nghề của em. Nhá. Dạ. Bây giờ bán được không? Dạ, nói chung là em bệnh với sao bệnh sao? Mệt người chứ hai nữa chú biết mẫu em. Mẫu gì? Mổ với bọng á. Mổ lâu chưa? Vừa mới mổ hay sao? Mổ 5 tháng. 5 tháng rồi. À. Sáng đi vì không có thốn, đau em kêu bữa mẹ em kêu ở nhà đi vậy mà đi bán. Thôi nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe đi. Dạ. Nghỉ ngơi đi. Rất là có phải lấy thuốc thang gì không? Dạ thuốc trời muốn thì có 1 tuần à. Thuốc đấy là mình mua mất tiền hay là thuốc sao? Không, cũng rẻ chứ không có mất. À. 100 nó lại thôi. Ờ, nhưng mà nó cho em uống có 1 tuần lễ à. Rồi sau này em ngưng uống á, đó cũng đi nhiều quá. Rồi cũng vì miếng ăn đi nhiều quá em sẽ sợ. Ờ. Là cái đấy là cái gì ta? Là vết mổ gì? Nó giống bị hộc sòi á. Là ở đâu? Vậy. À, chỗ nhạy cảm ha. Là bị cái đấy lâu chưa? Em bị hồi nhỏ. Ồ, hồi nhỏ sao đến giờ vẫn bị đại á? Tính nó ở nhà là mình dắt nó đi mổ mà cái ba nó bậy đánh mình với đánh nó. À, cái thời nhỏ ha. À, nó đi bắt đầu cái sau này nó để lâu quá đó.
cái rồi trển chú nuôi nó thấy nó đau quá, nó chở vô nhiều ông bú nó mở coi mổ là bây giờ nó lại phát lại hay sao không? Nó không hát, dạng chim sơn mà đau quá rồi em cũng không dám đi nhiều nữa. Ủa ngày trước là mổ chưa? Nó mổ hôm lúc đó là mình tính dự định mổ nó mà chưa mổ cái nhưng mà nó mổ nó đi. Ở đây là giờ chú nuôi nó mới dắt nó đi mổ mới đây được 5 tháng được. Lúc đó là chưa về nhà mà. À chưa. Thì chưa về nhà. Mổ rồi bây giờ lại vẫn đau hả? Dạ. Thì em thốn em sợ. Chú đấy. Nuôi là lúc đấy là tiền bạc ai lo? Dạ cũng mong manh kết nghĩa với anh đó, anh thương. Thương vậy hả? Anh đó mà. Thấy không? Em thấy không? Ở hiền gặp lành, sống tốt là mọi người thương. Dạ. Đúng không? Chứ người dân mà ai mà mổ cái đợt đấy hết nhiều tiền không em? Cũng 10 triệu. 10 triệu số tiền rất là lớn với em. Dạ. Đấy em cũng rất là lớn. To em đấy, đối với em rất là to. Em cũng mang ơn ông anh đó lắm. Ừ nha, mình dạ. Nói chung là mình cứ ghi nhớ, mình ghi nhận những cái công ơn. Dạ. Nha, sau này mình cố gắng mình phấn đấu, sau này mình những người mà giúp mình thì mọi người giúp mình không cần phải trả ơn lại đâu. Nhưng mà sau này mình cố gắng phấn đấu lên, biết đâu bây giờ hiện tại em đang khó khăn vậy. Dạ. 1-2 năm sau, 3-4 năm sau em lại thành ông này, ông kia là sao? Làm có tiền thì mình lại đi giúp những người khó khăn khác ha. Yeah. Mình cứ phấn đấu này nha. Yeah. Đặc biệt là cứ phải đi 30 tuổi rồi kiếm vợ đi. Yeah. Cưới vợ, sinh con đẻ cái, phụ dưỡng mẹ, mẹ cũng phải già mà. Yeah. Đừng có mặc cảm, được không? Em biết rồi. Còn đang ốm đang đau về nghỉ ngơi đi cho khỏe. Yeah. Nghỉ vài ngày đi không sao đâu, nghỉ vài ngày đi cho khỏe đi rồi đi. Không may đi rồi nặng thêm với lại khổ ra nữa. Yeah. Vui ha, hôm nay vui ha. Rất là vui. Nè, tiền cất cẩn thận nha. Yeah. Cái tiền đô đó thì em đi đổi đi, không đi đổi thì cũng phải giữ gìn cho cẩn thận. Yeah. Nha. Yeah. Cất cẩn thận đó, đừng có bỏ túi rồi rớt đi cái cất cẩn thận, không giữ được đưa mẹ giữ. Đưa mẹ giữ cho chắc ăn, cất cẩn thận, đi đường là phải cẩn thận. Ủa, bỏ túi áo vậy không được đâu. Bỏ túi áo trong đi, đúng rồi. Về nhà cất à, về nhà gói kính cất vào, đừng có mang đi bán vé số, đừng có mang đi. Dạ. Cẩn thận. Cũng hồi trước là cảm ơn anh Hải sao, cảm ơn mấy chú với cảm ơn đặc biệt là cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trong nước ngoài nước để giúp cho cháu có được số tiền để nó đi học bằng lãi, ước mơ của nó. Bây giờ nó có số này, hồi nào giờ chưa có, nay có giờ mừng. Bản thân anh cũng như tất cả cô chú anh chị luôn hy vọng rằng cái ngày em có đủ số tiền để em bước vào cái trường lái, để em đóng tiền học, và mong chờ cái ngày em có cái bằng để em hành nghề, em kiếm cơm. Thì rất hy vọng rằng qua cái video này thì rất mong tới giờ thời điểm hiện tại bây giờ thì em trai cũng được 3 sự trợ giúp của 3 cô chú anh chị trên cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân. Cô ban đầu là cho 1 triệu, và ngày hôm nay đúng là cho cô cái ngày hôm nay là trao cho em từ buổi trước kia, nhưng mà do anh em công việc rất là lu bu nên hôm nay là gọi em về đây. Yeah. Gọi hai mẹ con về đây thì tới thời điểm hiện tại là được 14,5 triệu rồi ha. Yeah. Thì hy vọng rằng nửa chặng đường và còn nửa chặng đường tiếp theo thì rất mong được sự yêu thương của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, rất mong được sự giúp đỡ cô chú anh chị có thể là bớt chút 1-2 ly cà phê suất ăn sáng để giúp cho em trai có một cái nghề, bởi vì thật sự nhìn em trai rất là thương, rất tội nghiệp, nhìn em cũng hiền lành. Còn nếu mà trường hợp nhà mình mà như em quay về em mà lắc ca lắc cắc, em mà láo, em mà giang hồ thì thật sự anh em không bao giờ giúp đâu. Nhưng mà nhìn em hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép. Ban đầu anh gặp em, anh tưởng là em hơn tuổi anh á. Nói giờ bà mốt hết hồn. Trời đất ơi, tóc bạc hết kìa. Thì với chú về với mình nhìn nó không ra, cứ tưởng nó cũng già, không già mà nhỏ con mình sao già thế? Già nó lắm, nó khóc nó lại quá trời lại. Lại hả? Về gặp mẹ lại hả? Con lại mẹ. May mà còn gặp mẹ mà lại ấy. Về mà thấy lỡ mà lúc đó không về, đến sau mới về mà thấy mẹ đang. Anh nói cái điều này ngày ngày là vô chùa anh tu. Về mà thấy mẹ, anh nói nè, về mà thấy mẹ chỉ còn bức hình không ấy. Lúc đấy lại để làm gì nữa? Vô nghĩa đó. Chẳng có nghĩa lý gì, đúng không? Về mà nói lúc đấy làm gì, cầm cái nhang đốt cho mẹ rồi lại mẹ rồi hối lỗi hả? Em đi vô chùa có nghĩa gì đâu. Tu chuộc lỗi là con chuộc lỗi lại con. Lúc đó tu thì cũng chẳng có chùa nào chứa em đâu, anh nói thật. Không có chùa nào chứa đâu. Tu gì mình bắt hiếu mà tu gì, đúng chưa? Bắt hiếu quá. Giờ nè, giờ mà em đi mấy chục năm qua em, anh cũng phải nói một câu, em hiền em tốt thế nào vẫn tốt, nhưng anh vẫn nói một câu là em vẫn bắt hiếu đấy.
nhá. Để em bất hiếu nha. Giờ phải làm tròn chữ hiếu đi. Mong cho hàng thứ tư nó về cho mấy anh em nó xung hợp lại. Rồi còn có một hàng đó hết. Đó là cái điều mơ ước ha. Khóc hết đứa này, nó khóc đứa kia. Thì chừng nào hết. Mà cuộc đời của chị cũng buồn ha. Chồng rồi con rồi, trời đất ơi, chồng thì bạo hành, đánh đập, đối xử không tốt, thật sống chưa phút giây nào nguôi. Giờ năm mấy tuổi đi, tuổi đời rồi mà còn chưa an lòng. Đúng là người ta là ở lớp tuổi của chị bây giờ là người ta nhàn lắm. Người ta về nhà là có con cái cơm nước cho rồi, không phải vất vả mưu sinh như chị đâu. Về nhà là thậm chí là có cháu nội quay quần bế cháu nội chơi vui cười rồi. Nhiều khi mình nghĩ vậy nè, mình nghĩ chắc kiếp trước mình có làm gì đó, thành ra kiếp này mình phải trả cho nó hết. Nghiệp hả? Nghiệp hả? Cái nghiệp, chứ mình không có nghiệp đi ơi. Trời, cái nghiệp của mình vậy nó chưa có hết rồi, cái không sao, mình cứ sống tốt là được, mẹ con cứ yêu thương nhau là được. Ăn ở có đức là tốt, sống thật thà. Sống tốt là ok rồi. Mình đừng có mặc cảm với cuộc đời. Bởi vì nói chung là cắt bụi cuộc đời mà. Kiếp người nó ngắn lắm. Sống được ngày nào bây giờ mình cứ vui ngày đó đi, mình cứ sống tốt đi ha. Có gì ăn nấy, hai mẹ con cứ có gì ăn nấy ha. Thì hôm nay thì nói chung thì gọi hai mẹ con về để trao số tiền vậy thôi. Và hỏi thăm cái tình hình sức khỏe của hai mẹ con cũng như là công việc bữa giờ đi bán như thế nào thôi. Dạ, bán cũng được. Được ha? Dạ, cũng được. Bây giờ có được ăn thịt không? Cũng có, mẹ cũng thương, mua thịt mua rồi cho ăn. Chắc mẹ nhường cho ăn hết trơn gì. Trời ơi, ông cười vô, ông cười nhìn đá thế kia. Cái thằng duyên đấy. Nhá, yeah, lần này về đi bán là phải kiếm một cái luôn nhá. Yeah. Cưới vợ cho mẹ. Để mang con dâu về cho mẹ. Chứ đừng có mang cái bụng bầu về cho mẹ. Dễ thương, cực kỳ dễ thương. Rồi bây giờ mình lần nữa mình cảm ơn ông bà cô bác trên cộng đồng mạng đi. À, con cũng chân thành cảm ơn mấy ông, mấy anh chị và bà con cô bác trên cộng đồng mạng và Đình Quân đã giúp đỡ cho con có một số tiền. À, để sau này con sẽ thực hiện những lời con nói, con hứa. Trước tiên cũng cảm ơn. Không bao giờ làm phụ lòng ông không. Bà, cô bác, cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng. Và đặc biệt, yeah, mẹ của em không bao giờ được làm mẹ buồn. Dạ, yeah, hứa yeah. Về bất hiếu bao nhiêu thì giờ sẽ về trả hiếu cho mẹ bao nhiêu. Không có lắm làm sai trời và sai lực của mấy anh chị trên cộng mạng. Bữa đầu em về đây là anh cũng có tâm sự với em là em cũng không dám xin, đúng không? Dạ, yeah. Chị cũng đâu có dám xin cộng đồng mạng đâu, chị sợ rằng là mọi người, cô chú anh chị sẽ đánh giá là sẽ nói mình về đây là để mình xin xỏ này kia, hai mẹ con đâu ai dám xin đâu. Nhưng mà cái trường hợp này là thật sự là mình khó khăn thật, mình thật sự là vất vả khó khăn nên cô chú anh chị thương nên giúp đỡ. Hy vọng rằng qua cái câu chuyện này, cái video lần này thì sẽ có rất nhiều cô chú anh chị sẽ giúp đỡ cho hai mẹ con ha. Rồi cuối video này thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là em thay mặt hai mẹ con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị và đặc biệt là các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân đã lo lắng quan tâm giúp đỡ cho em trai cũng như là giúp đỡ cho hai mẹ con có số tiền để mà thực hiện một cái ước mơ của một chàng trai, gọi là một chàng trai sau 20 năm quay trở về đoàn tụ bên gia đình với một ước mơ là có một số tiền để học một cái bằng lái. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn nhiều lắm luôn. Thì chào hai mẹ con, chúc cho em trai nhanh bình phục nha. Yeah. Chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe nha. Yeah. Rồi cố gắng nha. Yeah. Cố gắng phấn đấu, không có gì là không thể nha. Yeah. Rồi em xin phép xin chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cũng cảm ơn Thanh với lại anh Hải, ráng giữ sức khỏe.